Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Chiều ngày 28 tháng 12, đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh chủ trì buổi họp trực tuyến qua phần mềm với huyện Sìn Hồ. Trong 4 ngày từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 12, tỉnh Lai Châu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và các lực lượng tuyến đầu. Huyện Phong Thổ tập trung lãnh đạo chỉ đạo tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ công tác dân số, quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 cơ bản loại bỏ được tình trạng tảo hôn. Quý vị và các bạn, vào chiều ngày 28 tháng 12, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh họp trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting với huyện Sìn Hồ. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy chủ trì buổi họp. Dự buổi họp còn có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy. Đại diện lãnh đạo một số sở ngành thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Theo báo cáo nhanh, tính đến hết ngày 28 tháng 12, huyện Sìn Hồ có 31 ca F0, trong đó chủ yếu tại thị trấn Sìn Hồ, xã Sa Dê Phìn, Chăn Nưa, Pa Tần, Phong Sô Linh. 2.547 trường hợp liên quan đến các ca bệnh đang thực hiện cách ly, trong đó có 154 trường hợp cách ly tập trung. Ngay sau khi phát hiện có ca dương tính, huyện đã huy động toàn bộ lực lượng, ra quân, truy vết thần tốc trong đêm, lấy mẫu xét nghiệm và điều tra xác định nguồn lây. Sở Y tế đã tăng cường hỗ trợ huyện. Đến nay, ổ dịch đã được khoanh vùng. Tại các điểm có ca dương tính được phong tỏa, thiết lập các chốt kiểm soát để kiểm soát người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tại các xã có ca bệnh, tổ COVID cộng đồng đã được kích hoạt và vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, khó khăn nhất đó là các địa điểm có dịch ngày càng mở rộng do số ca mắc gia tăng. Một số người dân chưa chủ động khai báo đầy đủ thông tin, còn giấu thông tin gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, yêu cầu huyện Sìn Hồ cần tập trung cách ly hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất, nhanh nhất trong điều kiện có thể. Xét nghiệm tầm soát 3 ngày một lần để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đảm bảo khoa học, hợp lý. Tích cực điều tra từ sớm, từ xa, tránh trở nặng. Tại các điểm có dịch bệnh có biển báo, thông báo thường xuyên tuyên truyền đến người dân về các biểu hiện của bệnh, hạn chế đi lại và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn. Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cho rằng, đối với các cháu học sinh chưa được tiêm vaccine cần có giải pháp, thực hiện cách ly tại nhà có người chăm sóc, có giải pháp đối với học sinh cách ly tại trường. Các đồng chí phải đặc biệt quan tâm các cháu nhỏ và các cháu học sinh. Không thể nào lúc nào các cô cũng trông được. Thế cho nên là mình mà không quan tâm, mình cách ly theo cách chủ quan của mình thì sẽ lây nhiễm cháu. Cách ly các F1 thì cũng phải rất là chặt chẽ các cái tổ COVID cộng đồng. Và tôi đề nghị Sở Y tế là xem xét các trường hợp F1 này, phân tích đồng chí nào yếu tố nguy cơ cao, nguy cơ thấp. Phải có người làm việc thì chỗ này là phải tính toán có một lực lượng của huyện để xuống đấy là hỗ trợ trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ban chỉ đạo cũng phải cử người xuống các xã có liên quan để kiểm tra công tác phòng chống dịch luôn. Khi đã xét nghiệm rồi thì ta phải khoanh vùng. Những chỗ nhà F0 đấy là khoanh vùng hẹp thôi. Không thì nếu mà lâu dài rồi
rộng quá thì nó gây ra các vấn đề xã hội. Thành lập các tổ tiêm vaccine đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng người thuộc đối tượng nhóm nguy cơ cao. Nguy cơ cao ở đây theo công điện 1815 ấy là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, kể cả người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine phòng Covid. Thì các xã cũng phải chủ động đi sàng lọc tại các cái chỗ tập trung đông người, nhất là những cái chợ, cái siêu thị, sàng lọc thử xem để ta phát hiện ổ dịch sớm của các xã. Bên cạnh đó, Sở Y tế lên phương án cách ly F0 tại nhà đối với những nơi có điều kiện khi các ca F0 tăng nhanh. Chú ý đối với học sinh đang là F0, F1. Chủ động trang thiết bị, thuốc, hệ thống oxy, test nhanh, máy thở, thành lập các tổ chữa COVID lưu động. Quan tâm hỗ trợ các điểm thực hiện phong tỏa, cách ly, thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Chủ động lên phương án sẵn sàng cho việc dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ổ dịch tại Sìn Hồ đang được đánh giá là cấp độ dịch là ở mức độ 3. Do vậy thì Sìn Hồ cần phải triển khai thực hiện nhanh các cái giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân để nâng cao cái ý thức trong công tác phòng chống dịch, hạn chế tụ tập đông người tại các cái khu vực như chợ, nhà hàng cũng như là quán ăn. Cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành thì chính mỗi người dân trên địa bàn huyện Sìn Hồ cần phải nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các cái giải pháp về phòng chống dịch, đặc biệt là các cái biện pháp về 5K và khai báo y tế trung thực. Sáng 28 tháng 12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 9 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Với những kết quả đạt được trong năm 2021, năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh xác định là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2018-2023. Thực hiện nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, căn cứ chương trình làm việc năm 2022 của Thường trực Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tỉnh phấn đấu trên 98% công nhân viên chức lao động được quán triệt học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết công đoàn các cấp. 100% cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị, cán bộ, công chức viên chức, 75% trở lên số doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đủ điều kiện tổ chức hội nghị người lao động và xây dựng ban hành được quy chế và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. 75% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng, thương lượng ký kết và tổ chức giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị. Trên 75% số đoàn viên công đoàn và công nhân lao động nơi có tổ chức công đoàn được tuyên truyền vận động tham gia học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Trên cơ sở 10 chỉ tiêu chủ yếu, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá khách quan kết quả đạt được và các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp của năm 2022 nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Hội nghị trao bằng lao động sáng tạo, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân đạt thành tích trong thực hiện phong trào 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển. Gia đình đoàn viên công chức lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu khối cho các tập thể. Chiều ngày 28 tháng 12, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ của năm 2022. Năm 2021, các thành viên trong Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước. Công tác tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua từng bước được đổi mới và đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, sát với thực tiễn của từng thành viên, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu được đề ra hàng năm. Các phong trào thi đua đã thu hút tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên, đoàn viên, cán bộ viên chức lao động và nhân dân. Bên cạnh đó, việc biểu dương khen thưởng nhân rộng kịp thời các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua đã tạo được sự lan tỏa sâu sắc. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
tiếp tục tập trung chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong phòng chống dịch bệnh. Cũng tại hội nghị, khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua của khối, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng COVID-19, trong 4 ngày từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 12, tỉnh Lai Châu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi tăng cường cho người dân. Ghi nhận chi tiết của nhóm phóng viên thời sự. Có mặt tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thời điểm đầu giờ sáng có thể thấy khá đông người đến để thực hiện tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19. Tại khu vực này, công tác hướng dẫn lấy số, kiểm tra thân nhiệt cũng như khám sàng lọc được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, như tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho người đến tiêm. Nói chung là khi tiêm 2 mũi rồi thì là bản thân thì cũng thấy là cảm thấy là sức khỏe tốt, và cũng chấp hành đầy đủ biện pháp 5K. À, cũng hy vọng là tiêm mũi 3 thì nó bảo vệ lại tốt hơn. Đối với bản thân tôi thì tôi cảm thấy là cái việc tiêm vaccine này là rất là quan trọng để làm sao để chống được cái miễn dịch cộng đồng. Xong là trong cái lúc mà đi tiêm này chúng ta phải chấp hành nghiêm cái quy định, thứ nhất là xếp hàng theo thứ tự, thứ hai là phải chấp hành đúng thủ tục 5K của Bộ Y tế. Trong 4 ngày, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 12, tỉnh Lai Châu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi tăng cường cho người dân. Theo đó, đối tượng được tiêm mũi 3 đợt này là những đối tượng đã tiêm 2 mũi vaccine, các lực lượng tuyến đầu, những đối tượng suy giảm hệ miễn dịch, mắc bệnh nền và những người trên 50 tuổi. Từ ngày 26 tháng 12, thì tỉnh Lai Châu tổ chức tiêm mũi 3 cho các độ tuổi, cho đặc biệt là cho những đối tượng là đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Là cho lực lượng tuyến đầu, công an, biên bộ đội, rồi là công an, rồi biên phòng, các lực lượng tuyến đầu, và cho những đối tượng là suy giảm miễn dịch và mắc bệnh nền, và đặc biệt cho những người cao tuổi và trên 50 tuổi. Thế này là đang thực hiện mũi 3. Đấy. Thì khi đã tiêm được đủ các liều vaccine thì tất cả người dân sẽ tạo ra miễn dịch tốt nhất, đặc biệt là phải cố gắng tạo ra miễn dịch cộng đồng nhanh nhất, với cái tỷ lệ ít nhất trên 90%, và thì chúng ta mới có thể là ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh sớm nhất được. Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện đang diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục, đặc biệt là tại ổ dịch ở huyện Sìn Hồ. Hiện tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 của Lai Châu đạt trên 96%, mũi 2 đạt trên 90%. Độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt trên 87% và mũi 2 đạt trên 80%. Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội. Song với quyết tâm cao cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, với sự đồng thuận của nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, điều hành linh hoạt trong tổ chức thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội của thành phố năm 2021 được duy trì và phát triển tương đối ổn định. Các mục tiêu nhiệm vụ được chỉ đạo thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2021, thành phố Lai Châu đã kịp thời cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 4 thành các nghị quyết, đề án, kế hoạch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2021. Các cấp các ngành đã tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời và hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng chống dịch theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành ủy, giữ vững mức độ an toàn địa bàn. Đặc biệt trong năm qua, thành phố Lai Châu đã chủ động điều hành linh hoạt các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Kết quả 8 trên 8 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội cơ bản đạt và vượt nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố giao. Trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng một người trên năm, đạt 100% kế hoạch, tăng 3% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 190 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Với sự quyết tâm chính trị cao của thành phố và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, thì thành phố đã chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt và linh hoạt trong công tác chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021. Từ đó thì cái phát triển kinh tế xã hội đã được duy trì ổn định, và kết quả nổi bật được thể hiện một số nội dung như sau. Cái đầu tiên phải nói rằng đó là công tác phòng chống dịch bệnh COVID. Thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt
và hiệu quả đồng bộ các giải pháp theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Và với kết quả đến nay thì cũng khẳng định rằng là thành phố là một địa bàn an toàn về công tác phòng chống dịch bệnh COVID. Cái thứ hai là trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thì ngay từ đầu năm thì thành phố đã đề ra 8 cái chỉ tiêu chủ yếu trong công tác phát triển xã hội. Thì trong năm 2021, với song song với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh thì thực hiện theo mục tiêu kép và theo yêu cầu của Chính phủ, đó là vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, thì thành phố đã chỉ đạo quyết liệt và đến nay đã cơ bản 8 trên 8 cái chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó nổi bật là một số chỉ tiêu hết sức quan trọng, nó tác động rất lớn đến cái đời sống dân sinh cũng như là tình hình phát triển kinh tế. Cái đầu tiên đó là cái thu nhập đầu người. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố Lai Châu năm 2021 là đạt 53 triệu đồng trên người trên năm. Cái thứ hai là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Thì kế hoạch giao đầu năm là 190 tỷ và khi mà dịch Covid bùng phát trở lại thì ảnh hưởng kinh tế thì chúng tôi xác định ngay từ đầu là rất khó để thu với cái ngân sách là 190 tỷ. Thì xong thì ngay từ đầu năm thành phố đã chỉ đạo quyết liệt với việc thu và đến nay thì đã hoàn thành được 190 tỷ thu ngân sách trong năm. Đây là một cái kết quả rất mừng. Cái thứ ba nữa đó chính là cái về cái tình hình thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định. Đấy, về số lượng chất lượng hàng hóa đã đảm bảo cung ứng cho cái sự tiêu dùng của người dân trong cái điều kiện mà dịch Covid xảy ra như vậy. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025 về sản xuất nông nghiệp, hàng hóa tập trung, thành phố Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã phường tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn và hình thành các mô hình hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị. Tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, liên kết sản xuất quảng bá và bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh đó, thành phố Lai Châu chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, thành phố Lai Châu phổ biến và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển sản xuất nông nghiệp của Trung ương và của tỉnh. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, thành phố Lai Châu đã có nhiều sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao. Ước đến hết năm 2021, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của thành phố Lai Châu đạt 385,7 tỷ đồng, tăng 23,2 tỷ đồng so với năm 2020. Hiện cái nghị quyết của thành phố về xây dựng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung thì Đảng ủy xã cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt triển khai đến đông đảo nhân dân trên địa bàn để tạo sự đồng thuận thống nhất để nhân dân cùng vào cuộc thực hiện. Thứ hai nữa là chúng tôi chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã tổ chức rà soát lại các cái vùng có cái điều kiện để sản xuất phù hợp với thực tiễn. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, toàn thể hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đang triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm phấn đấu đưa xã Sùng Phài cán đích nông thôn mới vào năm 2021. Đến nay, sau một năm sáp nhập và xây dựng nông thôn mới, xã Sùng Phài đã đạt 19 trên 19 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Đến thời điểm hiện tại thì xã Sùng Phài thực hiện cái chủ trương là hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thì sau khi sắp nhập thì xã được sự quan tâm của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể thành phố quan tâm đặc biệt. Thì sau một năm sắp nhập đến thời điểm hiện tại thì xã cũng đã đạt được 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới và cái diện mạo của nông thôn thì cũng đã có nhiều thay đổi và thu nhập của nhân dân thì cũng đã được nâng lên để đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2021, trong năm 2022, thành phố Lai Châu tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, gắn với phát triển công nghiệp chế biến, gắn phát triển kinh tế với củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe người dân, phát triển văn hóa gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp cho nhiều người dân ở huyện Tam Đường có khoản thu nhập ổn định và ngày càng gắn bó bảo vệ phát triển rừng hiệu quả. Nhiều diện tích rừng được trồng mới phủ xanh đất chống đồi trọc.
Để đảm bảo các điều kiện cho việc chi trả diện tích rừng cho bà con trong năm nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ các xã thị trấn đã hoàn thiện hồ sơ gửi về Quỹ Phát triển rừng của tỉnh. Trong mấy năm trở lại đây, từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp nhiều hộ gia đình ở bản Chu Lìn, xã Hồ Thầu có thu nhập ổn định, mỗi hộ trên 4 triệu đồng một năm. Thông qua chính sách này mà bà con nhân dân trong bản đã tích cực khoanh nuôi trồng mới, cũng như tích cực bảo vệ diện tích rừng hiện có. Ngoài ra, các hộ dân trong bản còn xây dựng cho mình các quy ước hương ước chung trong công tác bảo vệ rừng. Nhờ đó mà 10 năm trở lại đây, tại bản không có vụ cháy rừng nào xảy ra và diện tích rừng do bản quản lý ngày càng xanh tốt. Hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, bản chúng tôi thực hiện rất tốt trong việc bảo vệ rừng. Hàng tháng thì chúng tôi có tổ chức những buổi đi tuần tra rừng. Hàng năm thì chúng tôi có phát đường băng cản lửa. Trung bình mỗi hộ được khoảng 4 triệu tiền rừng bà con mang về sản xuất kinh tế. Do đó bà con rất tích cực trong việc bảo vệ rừng. Mấy năm nay trong bản chúng tôi không để xảy ra vụ cháy rừng nào. Để đảm bảo các điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm cho bà con nhân dân ngay từ đầu năm, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đường đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện có kế hoạch cụ thể trong việc đo đạc nghiệm thu, xác định lại hệ số ca, lập bảng biểu, bản đồ và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo gửi về Quỹ Phát triển rừng tỉnh từ cuối tháng 10. Cùng với đó, thường xuyên chỉ đạo bà con nhân dân các bản, chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng nhằm đảm bảo diện tích rừng hiện có. Với công tác thực hiện cái chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với người dân trên địa bàn xã Hòa Thầu, thì hàng năm xã đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ với hạt kiểm lâm đã kiểm đếm, đo đạc cùng thống nhất với các chủ rừng, và đặc biệt đối với diện tích rừng của cộng đồng bản quản lý thì đã tiến hành đo đếm và chỉ đạo các bản để họp để tiến hành bình xét các hộ dân để thực hiện cái chi trả chính sách môi trường rừng, đảm bảo đối với các bản để đảm bảo công khai minh bạch. Và trong những năm qua thì công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng của xã thì được đảm bảo kịp thời đúng quy định và không có người dân nào thắc mắc về cái chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hiện nay huyện Tam Đường có gần 35.000 ha rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, trong đó Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện quản lý và thực hiện chi trả trên 18.300 ha, còn lại là các xã thị trấn quản lý. Nhằm đảm bảo công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm, ngay từ đầu năm, huyện Tam Đường đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ các xã thị trấn kiểm tra, rà soát và đánh giá lại diện tích rừng. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền bà con nhân dân thực hiện tốt công tác trồng mới, các biện pháp bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, với những giải pháp cụ thể trong việc đảm bảo đo đạc nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ. Đến thời điểm này, các xã thị trấn Ban Quản lý rừng đã hoàn thiện hồ sơ gửi kết quả ra Quỹ Phát triển rừng. Hiện cái chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của năm 2021 thì với diện tích của ban quản lý hộ mà quản lý mà hợp đồng khoán với bà con là già 18.300 ha, thì ngay từ đầu năm ban quản lý hộ đã tham mưu ban huyện để xây dựng phương án khoán quản lý hộ rừng, và đồng thời tổ chức hợp đồng với cộng đồng các bản. Song song đó thì cử cán bộ phụ trách các địa bàn là phối hợp với các ủy ban các xã thị trấn và các cơ quan liên quan thường xuyên tuần tra kiểm tra rừng. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì ban quản lý hộ đã tổ chức nghiệm thu xong, gửi kết quả lên Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng, và đồng thời là căn cứ vào đó để Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng là thực hiện để việc tạm ứng cho bà con của năm 2021. Từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tác động tích cực đến ý thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương cũng như là người dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Tam Đường. Năm nay, huyện Tam Đường dự kiến sẽ ứng tiền dịch vụ môi trường rừng để chi trả cho bà con trước Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, nhắc đến huyện Phong Thổ những năm 2016 trở về trước, chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay đến địa phương có hơn một nửa số xã trong huyện có tỷ lệ tảo hôn vượt quá 50%. Nguyên nhân chủ yếu là do trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế, một số phong tục lạc hậu trong cưới vợ, gả chồng, sinh con sớm vẫn còn tồn tại. Tư tưởng trời sinh voi, trời sinh cỏ, trọng nam khinh nữ, phải có con trai để nối dõi tông đường và thờ cúng tổ tiên vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Vâng, và từng là địa phương có tỷ lệ sinh con thứ ba và tảo hôn ở mức cao. Song trong những năm gần đây, nhờ thực hiện tốt nghị quyết số 03 ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện giảm tình trạng tảo hôn và sinh con thứ ba trở lên, huyện Phong Thổ đã lội ngược dòng thành công. Mặc dù gia đình chị Lý Minh Phương, bản Ma Lê Phò, xã Ma Lê Phò, huyện Phong Thổ, sinh được hai cô con gái, nhưng chị nhất quyết
không sinh thêm con thứ ba. Bởi chị cho rằng như vậy sẽ vi phạm chính sách dân số. Nghĩ là thôi thì con gái hay trai thì cũng là con, thì mình đủ, cứ để đủ hai con là được. Quyết định, hai vợ chồng quyết định là đẻ thưa và đẻ đủ hai con thì thôi. Đến được dòng họ, rồi các cô dì chú bác, ai cũng động viên và thuyết phục gia đình để cố gắng đẻ thêm một thằng cu nữa. Nhưng mà hai vợ chồng cứ quyết định là thôi mình cứ đủ để đúng hai con thì thôi, đúng chính sách là thôi. Bản Malifor, xã Malifor, huyện Phong Thổ hiện có 21 hộ dân, 100% đồng bào là dân tộc Dao sinh sống. Trong những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự sâu sát trong công tác vận động, tuyên truyền của cán bộ dân số xã, nên 5 năm gần đây, bản không có tình trạng chênh con thứ ba. Chương trình giảm thì cái tỷ lệ tảo hôn thì là tôi đã đi đến từng hộ gia đình, vận động từng cặp vợ chồng sử dụng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại. Và có đến phối kết hợp với lại bên phòng dân số huyện để phối kết hợp tuyên truyền cho vị thành niên và thanh niên. Việc ban hành nghị quyết số 03 huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị được coi là giải pháp mang tính đột phá của huyện nhằm cải thiện các chỉ số về công tác dân số. Cùng với tuyên truyền, 16 trên 17 xã, thị trấn tổ chức cho cán bộ ký cam kết. Trên 100 thôn bản thuộc 11 trên 17 xã, thị trấn tiến hành sửa đổi bổ sung, hương ước, quy ước, thực hiện không tảo hôn, sinh con thứ ba trở lên. Các xã, thị trấn đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo cung cấp dịch vụ thuận tiện, chất lượng đến vùng khó khăn, có mức sinh cao. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, do đó là phòng dân số cũng đã tham mưu cho lãnh đạo trung tâm y tế cũng như Ủy ban nhân dân huyện là đã chỉ đạo các xã và các phòng ban đoàn thể phối hợp trong cái công tác tuyên truyền và vận động người dân. Do là không được tập trung đông người trong các buổi tuyên truyền hội nghị chuyên đề, do đó là hình thức truyền thông chủ yếu là trên hệ thống loa phát thanh đi tuyên truyền, thì cán bộ dân số thường xuyên là đi truyền thông trên loa di động từ bản này sang bản kia, đưa những cái chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình để tuyên truyền tới người dân, để làm sao mà người dân hiểu và thực hiện tốt các chính sách về dân số. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 03, huyện Phong Thổ đã đạt được kết quả tích cực. Tỷ lệ tảo hôn giảm từ 48,2% năm 2016 xuống còn 23,6% năm 2020, giảm bình quân 6,1% trên năm, vượt kế hoạch Dao 1,1%. Trong khi tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm từ 21,8% năm 2016 xuống còn 16,1% năm 2020, giảm bình quân 1,4% trên năm, vượt kế hoạch Dao 0,4%. Các xã trước đây có tỷ lệ tảo hôn sinh con thứ ba trở lên ở mức cao, thì đến nay đã giảm rõ rệt. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Phong Thổ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ công tác dân số. Coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong chương trình hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Huyện quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 cơ bản loại bỏ được tình trạng tảo hôn. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông cáo báo chí về việc ghi nhận 9 trường hợp thứ 84 đến 92 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư. Thông tin trường hợp bệnh. 1. Trường hợp số 84 NMH, mã số BN 1.653.871. Họ và tên NMH, sinh năm 1967. Địa chỉ thường trú: thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tiền sử tiêm chủng: đã được tiêm phòng 2 mũi vaccine. Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 26 tháng 12 năm 2021. Nơi cách ly điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ. 2. Trường hợp số 85 NQC, mã số BN 1.668.368. Họ và tên: NQC, sinh năm 2011. Địa chỉ thường trú: thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tiền sử tiêm chủng: hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vaccine cho độ tuổi này.
bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 27 tháng 12 năm 2021. Nơi cách ly điều trị, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ. 3. Trường hợp số 86 NMT, mã số BN1668369. Họ và tên NMT, sinh năm 1991, địa chỉ thường trú, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tiền sử tiêm chủng, đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 27 tháng 12 năm 2021. Nơi cách ly, điều trị, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ. 4. Trường hợp số 87 CAS, mã số BN1668370. Họ và tên CAS, năm sinh 1984, địa chỉ thường trú, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tiền sử tiêm chủng, đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 27 tháng 12 năm 2021. Nơi cách ly điều trị, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ. 5. Trường hợp số 88 TTT, mã số BN1668371. Họ và tên TTT, năm sinh 1965, địa chỉ thường trú thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tiền sử tiêm chủng, đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 27 tháng 12 năm 2021. Nơi cách ly điều trị, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ. 6. Trường hợp số 89 LTT, mã số BN1668372. Họ và tên LTT, năm sinh 2000, địa chỉ thường trú, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tiền sử tiêm chủng, đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 27 tháng 12 năm 2021. Nơi cách ly điều trị, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ. 7. Trường hợp số 90 NTG, mã số BN1668373. Họ và tên NTG, sinh năm 2004, địa chỉ thường trú, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tiền sử tiêm chủng, đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19. Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 26 tháng 12 năm 2021. Nơi cách ly điều trị, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ. 8. Trường hợp số 91 MVI, mã số BN1668374. Họ và tên MVI, sinh năm 1973, địa chỉ thường trú, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Tiền sử tiêm chủng, đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19. Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 27 tháng 12 năm 2021. Nơi cách ly điều trị, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên. 9. Trường hợp số 92 LVS, mã số BN1668375. Họ và tên LVS, sinh năm 2002, địa chỉ thường trú, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Tiền sử tiêm chủng, đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19. Các ca bệnh số 84 đến 89 ghi nhận trên địa bàn của huyện Sìn Hồ, tất cả đều liên quan đến ổ dịch thị trấn Sìn Hồ. Trong đó, ca bệnh số 84, 86, 87, 88 là F1 của bệnh nhân số 60, có mã số BN1.621.654. Ca bệnh số 85 là F1 của bệnh nhân số 55, có mã số BN1.605.127. Ca bệnh số 89 là F1 của các bệnh nhân số 55, có mã số BN1.605.127. 56 có mã số BN1.605.162. 62 có mã số BN1.621.658 được công bố trước đó. Ca bệnh số 90 ghi nhận trên địa bàn của huyện Phong Thổ. Ca bệnh số 91, 92 ghi nhận trên địa bàn của huyện Than Uyên. Đây là các ca bệnh đến và về từ các địa bàn khác và địa bàn tỉnh đã được cách ly từ trước. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.